kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin chân thành lòng tin và trách nhiệm mẹ nó sợ gì chuyến thăm mỹ của ông thủ tướng việt nam phạm minh chính tham gia hội nghị cấp cao đặc biệt giữa mỹ và asean đã được báo chí nhà nước việt nam dệt gấm thêu hòa thành chuyến thăm và làm việc ở mỹ và dù sao cũng được người dân lóe lên chút hy vọng nhen nhóm về một bước đột phá nào đó trong quan hệ giữa hai nước tác giả giáo bắc đã có bài bình luận với tựa đề chân thành, lòng tin và trách nhiệm, mẹ nó sợ gì được chia sẻ. Càng theo dõi thông tin lại càng thất vọng dù báo chí nhà nước đã hết sức lộn ngược, lặn nghiêng, tăng phần long trọng cho chuyến đi như khách, thủ tướng tiếp, bộ trưởng bộ ngoại giao, chủ nhà hay từ bữa tiệc đối ngoại của Tổng thống Biden nặn ra thông tin ảo là Tổng thống Biden tiếp riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Đây là hình ảnh, video clip Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn tùy tùng chém gió trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken. Giữa biển thông tin nhốn nháo nhưng tẻ nhạt ấy bỗng đầu xét đánh ngang tai, trang vẹt của Bộ Ngoại giao Mỹ xuất hiện đoạn clip ngắn ngủi ghi rằng Mẹ nó sợ gì? làm cho dư luận nổ tung. Cuộc trò chuyện thân mật Mẹ nó sợ gì? trong nội bộ Đoàn Ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở. Bộ Ngoại giao Mỹ là sự kiện đột phá đỉnh cao giữa những đỉnh cao trói lọi của nền ngoại giao cây tre bách chiến bách thắng của đảng ta. Dù quá hiểu nhưng nhiều người vẫn sững sờ trước cách ứng xử nói năng vô học lại được thể hiện bằng giọng điệu thái độ kiêu hãnh mù quáng của nghịch cộng sản. Cùng chàng cười ha hả như vừa trải qua một chiến thắng tầm cỡ mậu thân, quảng trị hay an lộc. Trên mạng Facebook, xã hội cũng như Youtube trong quán cà phê hay ngay cả trong không khí gia đình người ta đã trích dẫn câu nói này để nhắc nhở nhau dạy dỗ con cháu về cách ăn nói sưng hô sao cho phải phép đây là hình ảnh trong khi thủ tướng chính nói mẹ nó sợ gì thì sau đó bộ trưởng bước vào và nói rằng cái thằng cái thằng vô tình ở đâu rồi đó là ông bộ trưởng bộ công an tô lâm Video này được phía Mỹ đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mọi người đều có thể xem. Giáo sư Nguyễn Tuấn đã điểm đạm lý giải một cách khoa học về bản chất của hiện tượng này trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông viết, cái câu mà cư dân mạng đang bản tán xôn xao là mẹ nó sợ gì? Mệnh đề này chỉ là cách chửi chung chung thôi. Nhưng đằng sau nó có thể là một phát biểu thiếu kiểm soát của ông Thủ tướng được thốt ra trong một thời điểm ngẫu nhiên nhưng thông tin này nói rằng một phát biểu như thế có liên quan đến tiềm thức của những người Cộng sản. Cái mệnh đề có thể liên quan đến tiềm thức ở đây là sợ gì? Bên ngoài thì mệnh đề đó khẳng định là không sợ cái kẻ mà người phát biểu chửi làm mẹ nó. Nhưng trong tiềm thức thì có lẽ là sợ hay nếu không sợ thì cũng rất đáng gờm. Bởi nếu quả thật không sợ hay không đáng gờm thì đâu có thể xuất hiện trong câu nói. Có thể là do phức cảm tự ti và gắn gương làm kẻ bề trên. Và cách dùng từ ngữ này nó có thể hiện sự đối nghịch. Bề ngoài thì có thể cười cười nói nói như bạn bè với nhau nhưng trong tiềm thức thì xem người đối diện như kẻ thù. Không kẻ thù thì cũng không phải là bạn bè thật sự, không phải gia đình ta, nói cách khác, cử chỉ cười nói có thể hiện như là đóng kịch mà thôi. Đóng kịch thì không thể gọi là đối tác đáng đi tin cậy cho được. Đây hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Biden. Giáo sư Tuấn khẳng định truyền thống văn hóa ứng xử xưng hô của người Việt Nam rất lịch sự, tôn trọng nhau dù là bất đồng chính kiến ở hai trận tuyến một sống một còn như Tổng đốc Hoàng Cao Khải và lãnh tụ kháng chiến Phan Đình Phùng hay bất đồng về văn hóa như Trần Trọng Kim với Phan Khôi vẫn có cách gọi nhau rất hòa nhã cách văng tục mẹ nó gọi nhau bằng thằng thiệu thằng johnson là du nhập từ trung quốc không chỉ có phạm minh chính văng tục mẹ nó mà đám quần thần cũng hùa theo giọng điệu như vậy ông bộ trưởng bộ công an tô lâm khi đề cập đến cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của mỹ dưới thời tổng thống donald trump thì gọi ông matthew postinger là thằng một thuộc hạ của ông chính còn định tung tóe rằng mình nói nó mãi nó cũng phải ngại. Phạm Minh Chính đã hề hả thể hiện sự độ lượng, kiềm chế đã không dạy dỗ hết ý, hết lời rằng mình có thêm một ý nhưng nói chi cho nó dài dòng. Như tôi với các ông ngày xưa nói mãi mới tìm được tiếng nói chung, nhưng mà thôi, nó loãng vấn đề. Không riêng Phạm Minh Chính thái độ hai mặt, ứng xử trịnh thượng bằng những tiểu xảo, sách mé, bất nhã trong các nghi thức ngoại giao đã diễn ra liên tục, xuyên suốt qua rất nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, nhiều cuộc giao tiếp Việt-Mỹ đã thành truyền thống. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngay sau khi rời Mỹ đã đi thăm Cuba, một quốc gia cộng sản đang bị Mỹ cấm vận và huynh hoang tuyên bố rằng Việt Nam-Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới. Đây là hình ảnh phát biểu tại Cuba vào hồi tháng 9 năm 2009 khi đó ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nói rằng Việt Nam và Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới. Câu nói này đã trở nên ngày một chớ trêu với người dân Việt Nam khi Việt Nam ngày một hội nhập với quốc tế. Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn là thông điệp mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện trong bài diễn văn viết sẵn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến đi dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ Bài diễn văn này, báo chí Việt Nam đồng loạt trân trọng đăng nguyên văn. Thông điệp này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các cuộc gặp, cuộc chuyến đi như nội dung cốt lõi, lập trường, thái độ Việt Nam trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và giao bang quốc tế. Trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng quân sự hóa Biển Đông thành ao nhà, Việt Nam như cá nằm trên thớt. Chủ quyền Biển Đông bị lấn át, không thể bảo vệ đối tác thăm dò khai thác dầu khí theo hợp đồng và ngư dân, những cột mốc sống ở Biển Đông thì bị tàu Trung Quốc tha hồ bắn giết đâm chìm. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn dày mặt dương cờ trắng 40 hô hào đứng lưới ngoại giao, độc lập, tự chủ. Né tránh sự thật, quyền ngữ ngôn từ và an nguy đất nước, dân tộc như vậy, chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và đảng cầm quyền đang nằm ở đâu? Đây chính là câu hỏi mà người dân của nước Việt Nam đang đặt ra cho ông. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Minh Chính, những điều chưa nói ra. Báo chí Việt Nam mấy ngày nay rầm rộ đưa tin về chuyến sang Mỹ của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông vừa kết thúc chuyến đi này về tới Việt Nam. Các tờ báo nhà nước ra sức quảng cáo cho chuyến thăm Mỹ của ông ta. Tác giả Nguyễn Đình Đăng đã bình luận với tựa đề chuyến thăm Mỹ của ông Chính thấy vậy mà không phải vậy. Điều đáng chú ý là cách các tờ báo Việt Nam đưa tin về chuyến thăm của ông Chính giống như đây là chuyến thăm viếng song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Thậm chí những tờ báo mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV lúc đầu còn đưa bài với tựa đề là Thủ tướng gặp song phương với Tổng thống Biden. Nhưng ngay sau đó đã phải thay một tựa đề khác. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trước khi bước vào chuyên cơ lên đường tới Mỹ rồi hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và Mỹ, chứ không phải để thăm biết Mỹ chính thức. Chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Minh Chính đã để phục vụ cho cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN và Mỹ từ ngày 12 đến 13 tháng 5. Đây cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Chính dưới cương vị Thủ tướng. Trước chuyến đi của ông Chính, cũng có một số đồn đoán cho rằng kỳ này Việt Nam và Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ Tuy nhiên, trong nghị trình của cuộc gặp thượng đỉnh kỳ này, không có cuộc gặp song phương nào và quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn chưa có một đột phá nào cả. Và ai đã thiếu sự chân thành chính là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Trong bài phát biểu của ông Chính tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, ông ta có cho rằng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thế giới hiện nay chính sự thiếu vắng sự chân thành lòng tin và trách nhiệm là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng xung đột ở nhiều khu vực thiếu sự chân thành tin cậy là nhân tố cản trở nghiêm trọng đến hợp tác song phương giữa các quốc gia cũng như hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu trong bài viết đăng trên tờ báo Foray Policy giám đốc chương trình Mekong Tram Motio biết rằng việc nâng cấp quan hệ có thể và nên diễn ra vào thời điểm thích hợp. Trên thực tế, mối quan hệ hợp tác hiện nay trong các lĩnh vực an ninh hàng hải cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thực chất là quan hệ chiến lược. Tuy nhiên, vội vã nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể sẽ phản tác dụng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Julian. Cách lý giải của Brian cũng tương tự với một số quan chức và học giả Việt Nam. Khi luôn cho rằng Việt Nam cần phải thực chất hơn là danh sừng Tác giả Khang Vũ thì viết trên tờ báo The Diplomat để cho biết có sự bất bình đẳng đáng kể Trong quan hệ giữa hai quốc gia này Khi mặc dù Mỹ là một siêu cường Còn Việt Nam tuy là một quốc gia đang lên Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế về vị thế chính trị Thế nhưng nhiều quan chức Mỹ tích cực coi Việt Nam Là một chiến địa tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Phía Mỹ cũng rất thiết tha đề nghị nâng cấp quan hệ hai bên lên tầm cao mới. Trong chuyến thăm năm ngoái của Phó Tổng thống Harris cũng như quan điểm không hề che giấu của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Trong cuộc họp báo đầu tiên dưới cương vị này của ông ta đều muốn Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Tuy nhiên các phản ứng của Việt Nam đối với đề xuất của Mỹ rất mở nhạt. Mặc dù hoan nghênh sự tiếp cận của Mỹ, Việt Nam không đồng ý nâng cấp quan hệ thành quan hệ đối tác chiến lược. Harris đã thất bại trong việc thuyết phục Việt Nam thay đổi quyết định trong chuyến thăm của bà. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ mới được bổ nhiệm ông là ông Nguyễn Quốc Dũng cũng không coi việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược như một mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Biden. Một số quan chức Việt Nam đã mô tả quan hệ đối tác là quan hệ chiến lược về mọi mặt, ngoại trừ tên gọi và về mặt chính thức. Mỹ không phải là một trong 17 đối tác chiến lược của Việt Nam, xếp sau cả Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, ba nước khác trong nhóm đối thoại an ninh bộ tứ. Tác giả Hàng Vũ cũng cho biết thêm rằng Mỹ là bên đã nhượng bộ Việt Nam về các vấn đề lớn nhằm cải thệ mối quan hệ song phương tổng thể, bao gồm cả việc phá bỏ nghi thức ngoại giao để tiếp đón ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào năm 2015 và giữ im lặng khi Việt Nam tiếp tục mua vũ khí của Nga vốn trái với đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận. Sự ngờ vực đó đã làm lan rộng suy nghĩ của những người cứng rắn với Việt Nam đến mức họ có thể đàm phán khó khăn và làm thất bại tiến độ của một hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ cho đến Theo ý kiến của tác giả Viễn Lương, thì Mỹ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để được lòng phe bảo thủ tại Việt Nam. Như vậy thì với sự chân thành trong phát biểu của ông Phạm Minh Chính dường như chỉ là một thông điệp sáo rỗng mà thôi khi mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng những từ này để khoa trường thành thế ở khắp nơi nhưng thực tế thì họ không hề làm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Người ta còn nhớ chuyến thăm của bà Harris sang Việt Nam dường như là một phó tổng thống của một siêu cường nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là nguyên thủ trong thực tế ở Việt Nam là ông Vũ Phú Trọng đã né tránh không tiếp đón bà Harris. Trong khi trước bà Harris tới Việt Nam, ông Phạm Minh Chính lại chủ động đến gặp đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Hùng Ba để báo cáo tình hình của chuyến thăm. Đây là hình thức Việt Nam luôn luôn đi đêm và tâu bẩm với Bắc Kinh trước mỗi chuyến thăm của Mỹ. Chính vì cách cơ sở của Việt Nam như vậy đã dẫn đến việc trong chuyến viếng thăm trụ sở Liên Hợp Quốc vào năm ngoái của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc các nguồn tạo tin cho biết phía Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm cuộc gặp song phương giữa hai nguyên thủ giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng phía Mỹ đã lạnh lùng từ chối với lý do đề phòng COVID-19. Và quan hệ hai nước cứ như vậy, một bên là một nền dân chủ tự do, pháp quyền tại Mỹ, và một bên là độc tài và tham nhũng tại Việt Nam.